Vâng ạ, đồ gỗ khảm ốc trang trọng, chúng em xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023, tức ngày 13 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em xin giới thiệu đến quý khách một sản phẩm mới. Đó là một chiếc đĩa gỗ gụ khảm ốc Singapore, ốc đỏ. Đây là một chiếc đĩa có kích thước rộng ra 40cm và dày 4cm, được khảm rất kỹ, tỉ mỉ bởi cơ sở đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em tại làng nghề khảm tra truyền thống, đã được xếp hạng di tích lịch sử nghìn năm, hơn 1.000 năm lịch sử. Đây là một tác phẩm sản phẩm, một tác phẩm nghệ thuật được khảm cảnh quanh năm dư giả, hoa sen cá chép, được cơ sở chúng em khảm rất chi là kỹ, tỉ mỉ, sen lọng từng chi tiết. Đây là hai con cá chép được chúng em khảm bằng ốc đỏ Singapore, ốc đỏ vàng chanh. Đó, nếu mà cô bác anh chị nhìn nghiêng thì nó sẽ có màu xanh hoa lý. Ốc Singapore màu nó rất chi là đẹp. Khảm chúng em khảm sen lọng từng cái vảy con cá một. Các cái cánh bông hoa sen cũng được sen lọng và lá sen cũng được sen lọng rất chi là kỹ. Được khảm ốc đỏ nhập khẩu từ nước ngoài, Singapore. Em kính mời cô bác anh chị thưởng lãm qua tác phẩm. Đây, các cái xương lá sen này là chúng em sen lọng. Những cái sản phẩm mà hàng bình dân thì không có được sen lọng như này đâu ạ, mà dùng tỉa tách nó nhanh. Còn sen lọng này rất chi là lâu. Đấy. Cái lá lật của cái này cũng chúng em sen lọng từng cái xương nhỏ li ti một. Và được tỉa tách, thổi hồn, tỉa tách rất chi là sắc nét. Những cái con vịt trời rất nhỏ này mà chúng em ám tỉa từng cái vẩy, cái cánh lông một, rất nhỏ và kỹ. Lá sen cũng được khảm, được tỉa tách rất chi là kỹ. Cô bác anh chị yêu thích đồ gỗ khảm chai, khảm ốc, hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em với ạ. Chúng em xin cảm ơn. Đây là một sản phẩm mà chúng em mới sản xuất xong và em quay luôn giới thiệu đến quý khách. Cơ sở trưng bày, phòng trưng bày sản phẩm của cơ sở chúng em tại địa chỉ số 15D, ngõ 1 phố Bùi Sương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Và xưởng sản xuất trực tiếp tại làng nghề khảm chai truyền thống Chuôn Ngọ, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội, cũng cách trung tâm thành phố Hà Nội 40 km đi về phía Nam. Cơ sở xưởng sản xuất của chúng em ngay cạnh gần cổng làng nghề. Cô bác anh chị quan tâm có thể tới tham quan và thưởng lãm những sản phẩm mà cơ sở chúng em sản xuất. Đây là một chiếc đĩa chúng em làm rất chi là kỹ, từ các cái công đoạn chọn nguyên liệu đến đánh vách ly. Viền xung quanh chúng em được khảm triện chữ công rất chi là đẹp. Đây là đĩa khảm quanh năm dư giả. Khảm ốc đỏ vàng chanh, ốc Singapore. Đấy, em quay nghiêng thì nhìn nó sẽ xanh hoa lý hết đấy ạ. Đấy, cô bác anh chị có thể quan sát. Còn nhìn chính diện nó sẽ đỏ lửa, đỏ vàng chanh này rất chi là ốc, rất chi là quý và đắt ạ. Đây là một sản phẩm mà chiếc đĩa tại cơ sở chúng em sản xuất vừa mới xong, cho nên chúng em giới thiệu ra thị trường. Đây là một chiếc đĩa khảm 100% là ốc Singapore, ốc được nhập khẩu từ Singapore. Ngoài những cái sản phẩm ốc nhập khẩu từ Singapore này, chúng em cũng còn rất nhiều những sản phẩm bình dân khác. Chúng em cũng vẫn quay thường xuyên giới thiệu đến quý khách những cái chất liệu, nguyên liệu
cụ thể và uy tín chất lượng về sản phẩm chúng em xin đảm bảo. Và những sản phẩm được cơ sở chúng em sản xuất được bảo hành miễn phí 5 năm cho quý khách và bảo trì trọn đời. Bảo hành 5 năm, những cái sản phẩm bảo hành 5 năm thì rất chi là bền đẹp chắc chắn. Ngoài cái chiếc đĩa gỗ cụ khảm ốc quanh năm dư giả này, chúng em còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Rất nhiều những cái sản phẩm đĩa khác. Khảm ốc đỏ nó rất chi là nhẵn, nó không nhăn, nó không nhăn reo như kiểu khẩu. Kiểu khẩu nó, các cái kiểu khẩu nó đỏ nhưng mà nó nhăn, thì cô khách, quý khách nhìn có thể nhận diện ra ngay, phân biệt ra ngay. Đó. Chúng em tỉa tách ám từng cái thân cây sen này, chúng em ám rất kỹ. Các cái lá sen tỉa rất già, đấy, lá sen non này. Con châu chấu rất nhỏ, con chuồn chuồn, chúng em tỉa tách rất kỹ, thổi hồn rất kỹ. Lá sen được ám từng cái thân cây sen một. Những cái sản phẩm mà hàng chợ bình dân vừa tiền thì cũng không có những cái công đoạn tỉa tách, thổi hồn kỹ như cái sản phẩm này đâu ạ. Đấy, các bác anh chị có thể nhìn thấy con cá rất chi là rực, đẹp. Nước chúng em cũng cắt hoàn toàn bằng ốc, nên cái màu của nó rất chi là nổi. Đó. Quý khách yêu thích đồ gỗ khảm ốc trang trọng thì hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh cơ sở chúng em với ạ. Và chúng em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những sản phẩm tới, sản phẩm tiếp theo. Vâng ạ, xin kính chào và hẹn gặp lại.